Mình chào các bạn. Hôm nay thì lại tiếp tục một video giải đáp thắc mắc cho các bạn về côn số. Và phần nào đó nếu có thời gian mình sẽ nói thêm về nhớt nữa nè. Video mình về côn số mình đã làm rất nhiều lần rồi. Thậm chí video trước thôi mình cũng có nói ha. Lanh quanh vấn đề là số vô không được. Vô không được luôn, vô rất là khó, rất là cứng. Thì mình đã nói rất nhiều rồi. Chắc chắn 100% là côn này cắt không hết. Để mình đến với bạn này trước. Đây. Hello anh, em đang đi xe xa chia. Thì sáng nay là bạn có chạy xe số 1 tốc độ lên 20. Nói chung là không cần phải thiết tới 20 đâu. Nếu mà bình thường thì mình chạy vừa qua số 10 thôi, 10 cái số là mình đã lên số 2 rồi. Nhưng mà để tới số 2 mà tới 20 số thì nó hơi căng rồi đó. Mà cái thao tác bạn không chuẩn á, rất là dễ là bị lửng số hay là bị bể hộp số ha. Các bạn nhớ nha, tức là chạy mà căng á, từng số mà các bạn kéo cái vòng tua lên cao rồi mới ba số á, thì các bạn phải chuẩn nha, không chuẩn là nguy hiểm lắm. Như bạn này đây, lên số 2 mà đồng hồ nó không hiện à, xong em nhả côn ra, tất nhiên rồi, nhả ra liền, hạ ga xuống thì cái xe nó bị giật và nó kêu một cái cạch, xong em bóp côn và múc lên số 2, em thấy chạy cũng bình thường. Mà lúc xe bị như vậy là em sợ muốn khóc luôn, sợ xe nó bể hộp số, tốn tiền nữa. Mong anh giải đáp thắc mắc, xe bị như vậy thì có hại các chi tiết hộp số gì không vậy anh? Mình nhắc lại nè, các bạn chạy rành côn tay rồi á, thì cái việc các bạn chạy căng một chút với lên số á, thì nó đơn giản. Nhưng mà các bạn mới biết chạy thì đừng có mà kiểu lên vòng tua cao, tức là đề cho hết ga, từng số để hết ga cho nó đã, thì rất nguy hiểm nha. Côn ga số mà các bạn móc không có nhuần nhuyễn á, rất là dễ cái tình trạng lửng số. Mà lửng số thì cái chuyện mà bể hộp số là có. Bạn may mắn nếu bạn đã buông côn lên lại số 2 chạy bình thường thì nó không sao rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ là cũng có ảnh hưởng vậy. Tất nhiên rồi, nó không ảnh hưởng cái hộp số mà nó ảnh hưởng cái khác. Tại vì cái động cơ này đâu phải chỉ có hộp số không đâu, nó còn có cây dên nữa các bạn. Tức là khi các bạn chạy xe mà nó giật á, nó giật như vậy, thì mọi chi tiết ở trong cái động cơ nó bị rơ. Nó vậy đó, nó bị rơ, chứ không riêng gì cái hộp số không đâu. Thì bạn thấy nó giật một cái là vì số qua chưa có hết, nó ở tình trạng nó lăn lửng. Các bạn nhả côn ra, xuống ga, bóp côn lên số lại, nó gịch một cái là nó, một là nó trả về, một lại nó không qua hai, hai là giờ đó nó mới qua hai. Một trong hai tình trạng đó, như xe bạn nói thì chắc lẽ là nó không qua hai mà nó trở về một lại, nó không qua được, nó trở về một lại đó. Cho nên bạn lên số 2 là chạy bình thường. Thì mình nhắc lại, nó vẫn ảnh hưởng, mặc dù là hộp số nó không bị bể đi chăng nữa, nó vẫn bị ảnh hưởng cái động cơ ha. Động cơ đó các bạn biết không, nó sốc bất cứ cái gì cũng vậy. Giống như cái võng đang đua nhẹ nhàng thế này, các bạn bất thình lình các bạn nhìn lại một cái, có phải là nó sốc cái võng nó sẽ đung nó gì không? Thì động cơ cũng vậy, nó đang quay đều thế này, cây dên này, ha, nó lên xuống thế này, bất thình lình đứng cái nó gì nè, thì có phải là các bạn cây dên nó được nối với bích tông ở trên bằng cái gì các bạn? Có phải là bạc đạn không ha? Rồi một cái ắc đi ngang khi mà nó giật như vậy á, nhiều ngày á, nó bị sốc là nó sẽ tổn cái gì trước, bạc đạn dên đúng không, và nhiều thứ khác nữa. Cho nên là các bạn hạn chế nè, chạy nếu mà chưa rành thì đừng nên đề ba theo kiểu là lên tới 20, 30 gì đó mới qua số. Xa chia á, Suzuki á, thì các bước số của Su cũng khá là dài. Chứ còn nha, Winner Exeter này cũng vậy, mình vừa đề lên phải không, kéo ra lên cái số 1 là mình đã qua số 2 luôn rồi, kiểu vậy đó. Nhất là Winner này ha, mình phải qua số 2 sớm lắm. Còn nếu mà đề cho nó đã thì khác nha, với những bạn rành mình không nói. Ok ha, cũng may mắn là không phải hợp số nha bạn. Rồi, đây tiếp theo là bạn Phương Trần nè, nhắn tin qua Zalo. Dạ con chào chú Khải, cho con hỏi thăm xe con Winner V3 tháng 9 2022, Odo hiện tại là 18.000 cây số Odo. Con đang đổ nhớt Phúc Siculin đó các bạn, màu đỏ 10-40. Một tuần chạy 2-3 lần, nhưng một lần chạy ngoài 300 cây số, tức là bạn không có chạy đi bình thường mà hãy mang nó đi là đi tour đi phượt không á. Mới hồi tuần trước con chạy Vũng Tàu đi được tầm 70 km, tốc độ trung bình 80-90, xe bị lưỡng số liên tục chú ơi. Trước đó xe đã mang vào hãng chỉnh côn rồi ạ. Nhớt hiện tại là đã được 1K769 cây số. Vậy con có nên đổ nhớt khác không ạ? Con thì các nước quạt chưa bao giờ quay nên chắc không phải do quá nóng. Mong chú giải đáp giúp con ạ. Con cảm ơn chú,
chúc chú một ngày tốt lành. Về ba, tháng 9 2022, Odo 18 ca. Các bạn thấy không? Odo mà mười mấy ngàn này là con số rất là đẹp cho một chiếc winner. Bây giờ là thời điểm là số vô cực kỳ mượt, nhưng mà xe bạn lại bị tình trạng lưỡng số liên tục. Tại sao là như vậy? Nè, cái thứ nhất như mình nói lúc nãy là côn tai côn số ga mình chưa nhuần nhuyễn, nhưng mà bạn chạy tới 18.000 cây số rồi thì không lý nào lại không nhuần nhuyễn, trừ khi là bạn có một cái thói quen không đúng. Tức là thay vì vô số bình thường á, là cứ vừa xuống ga cắt côn vô số, thì bạn có thể là trong một giai đoạn nào đó bạn có chậm hơn. Ví dụ như là vừa xuống ga cắt côn thì bạn lại cắt côn trước mới xuống ga một chút xíu. Tại vì cái vấn đề này các bạn, nó phải đi gần như là mình không thể hướng dẫn được, mà mình chạy á, mình cảm nhận thôi. Nó diễn ra gần như cùng lúc, vừa cắt côn xuống ga là móc số liền, nó rất là mượt. Xe winner này lên mười mấy ngàn cái số là số cực kỳ mượt luôn rồi các bạn. Hiện tại bây giờ mà nói nha, số nó lên cũng mượt ngang ngửa con này, thậm chí muốn hơn này nữa. Số lên đó nha, bản chiều lên á cực kỳ mượt luôn, lên dường như là mình không nghe không biết luôn á đó. Thì không lý nào lại bị lưỡng số. Cái trường hợp đầu tiên mình phải nói đến là do cái cách bạn chạy và cái thói quen bạn chạy ha, nó đã làm cho chiếc xe nó ra tình trạng là lên số không được ngọt, nó bị lửng thôi. Và cái thứ hai nữa là côn chỉnh cắt không chuẩn. Và cái thứ ba nữa là bạn xem lại cái bộ nồi. Trong 18.000 cây số này, bạn thường xuyên đi đường trường mà, nhưng nếu mà bạn sử dụng không đúng cách thì nó có thể là làm hư bộ nồi. Ví dụ như bạn rà khôn nhiều, hay là cái lúc mà các bạn chạy đường đèo dốc rồi phải rà côn nhiều hay sao đó, nó làm hại bộ nồi, ảnh hưởng đến cái côn thôi. Chứ ở 18.000 cây số thực sự là bộ nồi winner nó rất là bền, muốn hư nó khó lắm. Thì mới 18.000 cây là chưa nhầm nhòi gì đâu, xe mình là 40.000 cây số rồi nè. Có những bạn đã chạy tới 100.000 cây số rồi bộ nồi còn chưa làm. Nồi zin winner rất là bền, rất là khó hư ha. Trừ khi mình chạy phá là mình rà côn rồi bóc đầu, bóc đầu rồi dồn số các kiểu. Các bạn biết không, dồn số thì chắc chắn là phải hại bộ nồi, hại luôn bích tông bạc, bích tông cây dên nữa. Dồn số các bạn, dồn mà dồn không đúng cách lại càng hại hơn nữa. Dồn đúng cách nó đã có hại rồi chứ không có nha, vẫn có hại ít nhiều thôi, mà dồn không đúng cách nó hại gấp 10 lần ha. Như mà nói lúc nãy các bạn đầu tiên đó, nó bị giật một cái, nó giật một cái một là cái gì ảnh hưởng các bạn, chắc chắn kỳ dên nó phải ảnh hưởng rồi. Thì ở đây bạn dồn số còn ảnh hưởng nhiều hơn nữa, ảnh hưởng luôn cả bộ nồi. Tức là bạn bắt cái bộ ly hợp nó làm việc quá sức. Quay trở lại với bạn này, mình không biết là bạn chạy theo kiểu nào, nhưng mà lưỡng số này là không phải do nhớt. Nhớt phúc siculin xài rất là ổn, mình đã từng sử dụng nhớt phúc siculin và nó là một trong những dòng nhớt mình thích ha. Nó là nằm trong top nhớt mình thích luôn đó các bạn. Chạy rất là mượt mà nó rất là vừa, nó không bốc thiệt nhưng mà nó cũng không làm cho nóng, nó cũng không phải là quá tệ. Có thể nó làm rất xứng đáng để bỏ tiền ra mua nhớt nó về xài là cái phúc siculin đó nè, phúc đỏ nè. Hoặc là bạn kiểm tra xem nhớt bạn là nhớt gì, phúc siculin là coi chừng là nhớt giả hay không, nhớt kém chất lượng hay không. Nhớt giả nó có nhiều loại lắm, giả mà kém chất lượng thì còn đỡ nha, giả mà hoàn toàn là nó đổ ba cái thứ bậy bạ vô là thành chai nhớt, chạy một thời gian nó đóng cục là gì nè, là banh cái máy. Nhớt giả có nhiều loại thì bạn phải kiểm tra lại. Và cái lưu ý nhất đầu tiên mình muốn bạn quan tâm phải là cái côn này. Cái côn này mình đi quay xe côn tay đã qua sử dụng rất là nhiều, mình đang sử dụng cái hai chiếc xe này côn tay và quay xe cũ rất là nhiều rồi. Mình vừa bóp côn vô thôi là mình biết côn nó cắt được hay không, có cắt có hết côn hay không luôn rồi đó các bạn. Chứ không cần phải lên ngồi phải đề lên, mình cầm cái tay vô mình bóp vậy nè là biết côn này chỉnh có cắt hay không, cắt hết hay chưa rồi. Tại vì nó đơn giản lắm, mình chỉ cần mình chú ý thôi. Một tuần tính ra bạn chạy một lần là 300 cây số là chạy không ít, 18.000 cây số rồi Odo, thì mình nghĩ là cái trình độ chạy côn tay của bạn cũng đã lên cao rồi ha. Mình nhắc lại là không phải do nhớt nha, trừ khi là nhớt kém chất lượng hoặc nhớt giả thôi.
Fuxicolin là một dòng nhất mình rất là ưng luôn. Bạn nên kiểm tra lại cái côn của mình. Và nếu chỉnh côn như mình nói, dựng chống đứng lên thế này, các bạn vào số 1, cắt côn. Bánh vẫn quay bình thường nha, nhưng mà mình có thể là dùng tay hoặc dùng chân mình vịn lại và nó đứng. À, mình thắng được cái lực mà nhớt nó cuốn á, là côn cắt hết. Chứ không phải là cứ vô số 1 bánh nó quay là cắt không hết đâu. Đôi khi là cái nhớt nó cuốn, mình có làm rất là chi tiết ở trong vấn đề mà chỉnh côn tay mà nhớt nó chuẩn hay không chuẩn đó. Nhớt nó cuốn đó các bạn. Nhất là bạn xài nhớt 40 nè, thì cái bánh nó lại càng dễ quay hơn nữa. Tại vì cái động lực học của nhớt á, nó cuốn. Nó cuốn những cái lá bố, lá sắt á, nó cuốn làm cho bánh xe quay. Nhưng nếu mình vịn lại được là vẫn ổn, vẫn cắt hết. Còn nếu mà vô số 1 cắt côn mà đứng luôn thì tốt rồi, ok rồi. Ha, các bạn nhớ nha. Nếu chỉnh côn đã chuẩn rồi thì mình xem lại cái nhớt là nhớt nó như thế nào, có bị chất lượng hay không. Nếu nhớt ổn luôn thì mình phải coi lại là trong quá trình mình chạy xe mình chạy thế nào. Mà như vậy thì chỉ có nước là rã luôn bộ nồi, kiểm tra nồi ha, kiểm tra nồi. Tại vì xe mà bị lưỡng số liên tục mà nếu mà không do là bạn thì chỉ có bộ nồi thôi, bộ nồi hộp số. Mà cái này mình nghĩ chắc là do bạn á, cái cách sử dụng xe của bạn chưa có đúng á. Tức là bạn, người ta gọi là côn ra ga vào đó. Thì cái này mà các bạn chạy mà cái lần đầu tiên các bạn lên chạy rồi, mình phải tập cái thói quen là cho nó chuẩn nha. Đừng nói hô kệ mới chạy mà cứ đại gì đi, tao hồn mà thành cái thói quen luôn rồi bạn sửa rất là khó. Thói quen về côn tay á, có nha, có nhiều bạn nha, cứ hễ vừa xuống ga là phải cắt côn, quen tay luôn á. Đâu cần xuống ga đâu cần phải cắt côn. Tức là các bạn muốn dừng lại, cứ hễ xuống ga là tay này cắt côn, rồi sau đó ập thắng cho nó dừng lại. Không cần, xuống ga đi cho tự động nó gị từ từ lại, rồi sau đó gần tới mới cắt côn trả số thắng. Đó là cái thói quen tốt và thói quen không tốt của chạy côn tay nữa. Thì bạn nên quan tâm lại là cái thói quen chạy côn tay của mình. Bạn có dám khẳng định là mình chạy côn tay rành, tức là côn số mình là ok chuẩn. Thậm chí là em chạy chiếc xe khác không hề bị lưỡng số, nhưng mà chạy xe em bị lưỡng số, thì mình quan tâm lại vấn đề như mình nói. Nhớt, chỉnh côn cắt không. Nếu mà không ấy nữa, mở luôn bộ nồi ra, kiểm tra hộp số, kiểm tra là cái bộ phận nồi, bộ nồi xem là cái lá bố lá phíp nó có vấn đề gì không, rồi hộp số luôn, phải kiểm tra rồi ha. Lên hãng chỉnh chưa chắc đâu nha, mình tự chỉnh ở nhà đi, chỉnh côn rồi nè, rất nhiều lần rồi ha. Rồi ok, bà Phương Trần nha. Vào đây thêm một bạn nữa. Đây, anh Khải và mọi người cho em hỏi xe Winner V4. V4 nha các bạn, Odo mới hơn 7.000, nhưng khi chạy xe vô số hay bị sượng và kẹt số, đặc biệt là từ 1 về N hoặc lên 2 khá là cứng, nhất là khi chở 2. Em đã thử qua các loại nhớt hãng. Đó là được bạn đó nè, không phải do nhớt đâu, mua tuôn và hiện tại là Sado thì đều không khắc phục được. Mình nói rồi mà, không phải do nhớt. Mang ra hết trên Sài Gòn họ bảo do côn bị lỏng, cắt không hết và chỉnh lại côn rất xa. Rất xa đâu phải, xa quá cũng không được, nó phải vừa thôi chứ. Nhưng chạy số vẫn sượng cứng. Mang ra lại họ bảo do xe đi lâu, ràng côn, âm côn nhiều nên bị vậy, cũng không thèm kiểm tra lại gì hết. Mấy nay em có coi video của anh Khải và nhiều người khác về vụ chỉnh côn nên cũng dựng chống đứng, thì thử thấy bóp côn vô số bánh vẫn quay mạnh dù côn đã chỉnh khá căng. Đây, cái chi tiết này là sai nè. Đó, hồi nãy bạn nói ở trên là thợ chỉnh xa đó, chỉnh căng á, càng căng càng chết. Cái này mà mềm quá không được, mà cứng ngắt, căng cứng không được, nó phải có độ rơ nè. Dù là xe nào cũng vậy. Coi thấy không, nó có độ rơ nè, ha. Rơ ngoài nè. Đó, rơ ngoài nè. Nó có độ rơ chứ, còn mà căng cứng ngắt không được luôn á, là không được nha. Rồi. Bình thường số 1 đồng hồ hiện 7 km/h, bóp hết côn vẫn còn 6 km/h, vặn ga đồng hồ vẫn lên 10 km/h. Em xem một vài video về sửa các loại xe côn tay thì họ bảo tình trạng này là do các lá côn ly không đều. Nhưng mang ra hết họ không chịu kiểm tra, chỉ bảo là do bộ nồi chống trượt gì đó của Winner V4. Theo đúng lý, bộ nồi chống trượt nó phải giúp cho côn số ngược hơn chứ. Đâu có chuyện mà do bộ nồi chống trượt mà làm cho số sượng, số cứng đâu được. Đúng không các bạn?
Bây giờ em khá hoang mang không biết nên tin ai. Em sợ hết trên này thấy xe em không phải mua của họ nên không thèm kiểm tra, kiếm cớ đuổi em đi thôi. Vì xe em còn dùng để chạy ráp trên thành phố nên cần âm côn nhấp nhả nhiều. Em sợ nếu do côn cắt không đều sẽ mau cháy bộ nồi. Theo mọi người và anh Khải thì em có nên tin vào bên hết trên hay không? Vì em cũng bận việc trên Sài Gòn, cũng ngại về quê để kiểm tra. Thứ nhất, mình chắc chắn với bạn luôn là xe của bạn đã tình trạng là cắt côn không hết rồi. Như bạn nói từ trên xuống dưới là chắc chắn côn cắt không hết rồi ha. Ủa sao mình thấy cái côn này chỉnh rất đơn giản mà ta. Như cái hôm mình nói mà em trai mà ở cửa hàng của Duy mình gặp cũng vậy đó. Mình vừa cầm cái côn vô thôi là mình thấy ý, cắt không hết rồi. Mình biết chắc luôn. Thiệt, dừng chóng đứng lên mà vô số. Lại số 1 có bị không, nó cuốn cái bánh nó quay á. Mình lấy chân nè, mình đạp không nổi luôn. Tại vì côn vẫn còn bám, nó không cắt, nó không cắt, vịn không nổi luôn, nó cuốn, cuốn đi luôn. Thì chắc chắn là bạn nó than với mình đó, tại sao mà anh ơi, sao mà em vô số 1 nó khó quá, rồi về số cũng khó, mà lên số 2 cũng khó. Nó đó, cắt cô không hết, ha, là bảo đảm, vô số rất là khó, từ 0 từ N lên 1 cũng khó, từ 1 lên 2 cũng khó, rồi từ 2 về lại 1, rồi từ 1 xuống N lại cũng khó luôn, còn lên 3, 4, 5, 6 thì không đến nổi. Nó chỉ khó ở giai đoạn là từ 0 qua 1, 1 lên 2 thôi, rồi từ 2 trở về N. Rất là khó. Thì mình nhắc lại là chắc chắn là bạn cắt côn chưa chuẩn rồi. Cái video mình hướng dẫn chỉnh côn á, mình nói rất là nhiều mà ta. Nhưng mà mình không sao các bạn là chỉnh không đúng. Có nhiều bạn nói sao anh ơi, em chỉnh xong rồi. Nó em không biết mà nên chỉnh thế nào. Exeter bên này. Winner thì nó nằm bên này. Đây, nằm đây. Đó. Cái này là mình thấy rất là dễ luôn. Các bạn chỉ việc nới ra ha. Đẩy cái này xuống. Dặn lại, kiểm tra cái côn. Cái côn ở trển á. Nếu mà nó cứng nhắc là biết mình đẩy xuống nó hơi nhiều rồi. Kéo nó lên lại. Tức là các bạn kéo lên đẩy xuống không biết bằng cách nào. Miễn sao mà cho cái côn ở trên này nó vừa. Nó vừa. Đầu tiên á, bạn chỉnh sao mà cho cái côn này trước mắt nó còn rũ rơi vậy, đi cho mình coi nè, các bạn nhìn nè. Ha, nè. Trước mắt phải có độ rơi này trước cái. Sau đó siết ốc lại cho mình. Rồi mới nổ máy. Vô số 1. Cắt thử. Tại vì á, dù là Exeter hay là Winner cũng vậy, các bạn nhìn nè. Nó phải có độ rơi. Đây, các bạn nhìn nè. Rơi nè. Ha, rơi ngoài nè. Đó. Còn thấy không? Cũng nhiều đó, các bạn từ đây nè, tới đây, ha, độ rơ nè. Thì khi mà các bạn cắt vô á, xem coi cái bánh xe nó quay nhiều hay ít. Nếu mà nó vẫn quay, mà lấy ta lấy chân vịn lại bình thường, là mình đã chỉnh côn xong rồi, ok rồi đó. Ha, còn nếu mà các bạn chỉnh ngoài này mà nó căng cứng ngắt, ngoài này không có độ rơ nè, thì chắc chắn trong này, khi các bạn cắt côn vô số 1, các bạn phải bỏ ra rất là xa, xa lắm nó mới ăn, là cũng không được nha. Cũng vừa vừa thôi. Vì nếu các bạn chỉnh ngoài này, ở trong này quá xa, ngoài này không có độ rơ, là cái bộ nồi nó không nhả hết. Nó không cắt hết mà nó không nhả hết thì cũng không ổn. Đều gây hư bộ nồi. Cái này cũng vậy. Nè. Nó giống hệt nhau. Nè. Các bạn nở ốc lại ra cho mình. Ha. Bây giờ mình không biết là cái côn của bạn như thế nào. Các bạn kiểm tra liền cái phần trên này nè. Nếu mà nó không có độ rơ á, nó đang cứng nè, phải không? Nó bây giờ ví dụ nó đang cứng đi, mình nới ốc rồi ra, mình đẩy nó xuống, siết nhẹ lại một cái, kiểm tra lại. Nếu mà nó cứng hơn nữa, mình vừa đẩy xuống mà nó cứng hơn nữa là không được rồi. Kéo lên lại, gá lại một cái, kiểm tra tiếp. Rơ chút rồi nè, thôi mình cho nó rơ thêm miếng nữa đi. Vậy thì tiếp tục mở ốc ra, cho lên thêm xíu nữa, gá lại, cho tới khi nó rơ vậy. Thấy rơ nhiều nè. Để mình chỉnh thử xem. Lúc này các bạn sẽ gáo qua lại. Đề máy lên. Nổ máy. Vô số 1. Bánh xe nó không quay luôn thì càng tốt. Mà cho dù nó có quay luôn đi nữa, tại vì mình nhắc lại các bạn xài nhớt càng đặc thì khả năng cao bánh xe nó quay là chuyện bình thường. Tại vì cái lá phiếp và lá nồi á, lá phiếp lá bố á, nó ly nhưng mà ly không nhiều đâu. Không được 1mm đâu các bạn. Nó rất là nhỏ. Cho nên nhớt nó chen vào đó. Mà cái lá này quay
nó sẽ cuốn cái lá kia quay theo, đâm ra là cái bánh này nó quay lại bình thường. Nếu mình dùng tay mình vịn lại được, coi như mình đã chỉnh côn xong. Lúc đó các bạn sẽ siết lại, siết cứng này lại là xong. Siết cứng lại rồi, chạy một vòng, vịn chống nước lên kiểm tra lại lần nữa là chắc ăn nhất. Đó, đơn giản vậy thôi đó. Các bạn thấy không? Nó quá đơn giản luôn. Winner cũng vậy. Còn với những bạn mà đã sử dụng rạch, thậm chí là người ta còn chỉnh à, buông này nhiều ít nữa nè ha. Có bạn thích là cắt như vậy hết, nhưng mà vừa buông nhẹ ra phải ăn liền, tức là người ta thích là đề ba nhanh á, buông ra là bắt, buông ra là bắt liền, ngóc 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 lên gì nè, kiểu vậy. Còn có người thích á, chỉnh hơi xa xíu, thậm chí là gì, một ngón tay vẫn nằm ở trong này, tức là nó hở hơi xa nè, tức là họ có thói quen gì nè, bóp ba ngón thôi chứ không phải bốn ngón. Thay vì bốn ngón vậy đúng không, thì người ta sẽ bóp ba ngón thôi. Và cái ngón cái này nè, nó vẫn giữ trong này, và cái này nó sẽ tới đây thôi, nhưng vẫn cắt côn, và ngoài này vẫn có độ rơ. Thì đó là những người ta đã chỉnh gành rồi đó, thì đơn giản rồi. Còn các bạn không đành, mình cứ chỉnh theo cách mình nói lúc nãy vô. Bây giờ mình coi nè, cái côn, ồ sao đây rơ nhiều quá. Ví dụ như bây giờ của mình rơ có như đây thôi phải không, các bạn rơ tới đây đâu nè, đó tới đây, ồ rơ quá nhiều rồi, cái này rơ nhiều lắm rồi. Một khi ngoài này rơ nhiều thì ở trong này chắc chắn là buông ra là cắt không hết rồi đó, mình chắc chắn vậy luôn. Bây giờ thấy ồ nó rơ nhiều quá, bây giờ sao ta. Rồi trở qua đây, nó rơ hơi nhiều, bây giờ mình không biết là nên đẩy lên hay đẩy xuống nè, không biết. Nói ra bây giờ mình giả dụ mình đẩy xuống đi, đẩy xuống xiết lại ha, đẩy xuống khoảng chừng 1 ly 2 ly thôi, được rồi, đừng nhiều quá nha. Rồi lên kiểm tra lại, nãy nó rơi nhiều đúng không, kiểm tra lại, nếu mà nó rơi nhiều hơn nữa, ui mình đẩy xuống không đúng rồi, mình phải đẩy lên lại, kiểu vậy. Nhưng nếu bây giờ mình đẩy xuống rồi mà cái này là kiểm tra đấy, à nó ít rơi hơn nãy rồi, như vậy là mình đã chỉnh đúng. Tại vì cái vấn đề mà rơi trong rơi ngoài, nhiều bạn rối là không biết là nên chỉnh lên hay xuống, thì mình cứ thử đi, chỉnh xuống, nếu mà thấy nó rơi nhiều hơn lúc nãy thì mình cho lên trở lại, cho lên lại tới khi nào mà cái này nó như vậy là ổn nè, sau đó đề máy lên thử. Đó là cách chỉnh côn mà mình thấy nó rất đơn giản, nhưng mà sao có nhiều bạn lại gặp khó ha. Thì bạn chắc chắn là phải chỉnh côn lại, tại vì xe bạn á V4 có nồi lò chống trượt, côn sốt phải nói là rất là mượt. Không phải vì bộ nồi lò chống trượt mà là cho số vô khó đâu nha. Còn chú ý nha, những chiếc xe Winner mới từ trong hãng mình kiểm tra nha, không chiếc nào chống chiếc nào. Có chiếc rơ nhiều, có chiếc rơ ít, có những chiếc nè nó cứng luôn. Đó đó, thì mang ra là mình phải chỉnh lại liền cho nó rơ thêm xíu nữa ha. Rơ xíu thôi nha, còn rơ quá nhiều cũng không được. Nó vậy đó, rơ gì là ok nè, phải chỉnh lại các bạn. Đừng có nghe mình phải dùng kiến thức của mình để làm chủ cái xe của mình. Nếu như mình mà cũng dễ dàng hoang mang và nghe người khác chỉ bảo này nọ là chiếc Winner của mình nó đã tan hoang rồi, chứ không phải giờ là 40.000 cái số đâu. Có nhiều bạn nói là ừ anh mang ra anh chỉnh đi là hư bộ nồi, 40.000 này nè. Có rất nhiều bạn trên YouTube đã chỉnh theo mình và chạy vẫn rất ngọt ngào, hàng trăm cây số rồi, hàng trăm ngàn cây số rồi. Đây thùng VW, lúc mình gắn vô có nhiều bạn nói anh ơi anh gắn vậy nó xé sườn, rồi bây giờ xé sườn dữ chưa. Tức là mình phải hiểu được mình gắn cái thùng này vô để làm cái gì. Nếu mà gắn cái thùng này vô mà các bạn để chở đồ nặng á thì cái này chị không nói là đúng nè, nhưng mà mình chỉ để là một cái nón bảo hiểm thôi, một nón bảo hiểm hoặc một bộ áo mưa thế này, thì không thể nào nó làm hư cái này được, không thể làm xé sườn được. Mình phải sử dụng đúng cái chức năng của nó. Người ta có khuyến cáo luôn là chỉ chở được khoảng 3 kg, bây giờ mình chở lên 5 kg, thậm chí mình nhét một đống rồi trong này lên 10 kg, mà khi các bạn chạy đường dặn nó tưng 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 thế này thì đương nhiên rồi, nó xé nó gãy chỗ này là chắc chắn rồi, là do mình sử dụng không đúng và kiến thức của mình không tới. Chứ là cái này như vậy, mình phải tự tin vào kiến thức của mình, mình phải tìm hiểu, chứ mình đừng có nghe người khác nói ha. Mình phải thanh lọc những cái gì đúng và những cái gì sai mới được. Nhớ như mình mà thấy mình vừa gắn vô các bạn nói liền anh ơi anh gắn gì xé sườn, còn bây giờ mình tháo bỏ, tôi thấy bây giờ nó đã theo mình bao lâu rồi. Mình đi đâu đó là phải gắn cái thùng này vô nè,
để cái nón bảo hiểm với cái áo mưa hoặc cái áo khoác thôi. Mà khi mình chạy á, nón bảo hiểm mình đã đội rồi thì ở trong đây dữ lắm rồi, chỉ có một cái bộ áo mưa trong này thôi, áo mưa thế này thì bao nhiêu đấy áo mưa nhầm nhòi gì các bạn, đúng không? Áo mưa bộ luôn á, tại vì mình chạy xe thì cái nón mình đã đội, cái áo khoác mình đã mang rồi, rồi khi mình đậu lại mình bỏ vô đây đó, cho dù là nó hơn 3 kg thì cũng chẳng sao, tại mình đâu có chạy, nó là như vậy ha. Trở lại với bạn, mình khẳng định với bạn chắc chắn là xe bạn là chỉnh côn chưa hết, tại vì như bạn nói nè ha, mình đi quay xe cũ rất là nhiều rồi, mình vừa cầm cái côn thôi nói rồi xe này cắt không hết. Một là rơ trong quá nhiều ha, tức là ngoài này nó căng cứng ngắc nè. Hai là rơ trong không có, là ngoài này nó lỏng lét vậy nè. Có nhiều bạn nói em thích chỉnh vậy cho nó nhẹ, chứ chỉnh này nó nặng quá, em chỉnh cho nó nhẹ hiều luôn. Ừ, chỉnh nhẹ hiều đi là hư bộ nồi, chỉnh nhẹ quá ăn gan á là ngoài này rơ một đống nè, là cắt không hết, nó phải vừa vừa thôi chứ. Còn côn này thì nó nhẹ sẵn mình không nói rồi ha, đó vẫn phải có độ rơ nè, các bạn thấy không, đầu nhẹ hiệu kiểu mà ấy được đó. Còn về mình nhắc lại nha, nhấn mạnh luôn, bộ nồi leo chống trượt nó giúp cho côn số mượt hơn, nhẹ hơn, chứ nó không gây vấn đề tình trạng như là mấy anh chinh kỹ thuật bên bạn nói nha. Đó, và mới có 7.000 cây số thì bộ nồi chưa có bị gì đâu, trừ khi bạn chạy sai cách, âm côn rà côn bốc đầu dồn số như nãy bây giờ mình chia sẻ ở những phút trước thì làm hư bộ nồi thôi. Còn vấn đề như bạn nè, cái bạn nãy lửng số là khác nha, còn bạn này nè từ 1 về N, từ N lên 2 gì đó là chắc chắn 100% là côn chỉnh chưa hết, chỉ vậy thôi. Ok nha, bạn kiểm tra lại, mình sẽ cố gắng là mình chèn cái đề xuất đó, ở trên này đề xuất video á, cái hướng dẫn chỉnh côn để các bạn xem kỹ lại, và nãy giờ mình cũng có hướng dẫn đó, các bạn xem kỹ lại nha ha. Rồi, video cũng khá dài, mình xin lặp lại vấn đề cắt côn này. Như hôm trước mình gặp cái bạn ở Mai Duyên á, bạn vừa nói cái là mình lại thử côn, mình biết chắc chắn rồi, vô số khó nặng ở từ N qua 1 thì chỉ có chắc chắn 100% là côn chỉnh không hết thôi. Kỳ đó mình đi báo giá xe cũ, một chiếc Suzuki Rider cũng vậy, bạn này chỉnh côn có biết không, nó lỏng lét, nó lỏng tốc độ là dường như là vô muốn tới đây luôn nè, là nó không, ngoài này nó không còn nó, tức là các bạn cầm gì nè là vô đây luôn nè, nó lỏng tới mức độ đó luôn á, nó lỏng lét là nó quá mềm rồi, mà lỏng ngoài này rơ quá nhiều thì chắc chắn trong này cắt không hết này. Mình nói mình nghĩ trong bụng thôi nha, tại khi mình ghi hình á là bắt buộc mình phải đề máy vô số, tại quay xe cũ mà các bạn, mình phải nghe to nghe tiếng bô nghe tiếng máy chứ. Mình nói là à vô số, nhưng biết chắc luôn là vô số rất là khó. Các bạn dừng trong đứng nha, nó còn khó, đừng nói chi là các bạn ngồi xuống, dừng trong đứng thôi đó nha, thiệt vô số rất là khó. Hôm đó mình lên ngồi mình cắt côn, mình vô số 1, vô được rồi là không cách nào về no được luôn, không về được, như cái bạn ở Mai Duyên chia sẻ mình vậy, em không cách nào về no được luôn, phải tắt máy mới về no được. Làm nguồn cơn là do tự đây, các cô không hết ha, các cô không hết nhiều lắm rồi, không phải một xe, mình quay rất là nhiều xe cũ, thói quen của mình mà, điều đến là mình thử này liền ha, thử này liền là biết chắc là côn cắt hay không, rất đơn giản. Rồi còn gì thắc mắc các bạn cứ bình luận vào đây, và những bạn nào đã chỉnh côn theo mình, làm giống mình và xe chạy đang ổn, cũng xin cho một cái ý kiến bình luận dưới xác nhận luôn. Tại vì có nhiều bạn á vẫn còn nghi ngờ cái vấn đề mà chỉnh côn, tại vì khi nghe anh hãng trên hãng nói đó ha, là hơi nghi ngờ, hơi sợ. Như xe này bây giờ là 40.000 cây số rồi, vẫn đang chạy rất là mượt mà, rất là ngon. Mặc dù 40.000 cây số thì nồi nó cũng phải ít nhiều, nó phải xuống, và trong thời gian mình test máy, mình test nhớt đủ kiểu, nó ảnh hưởng chứ các bạn. Rồi mình chạy lên dốc, những cái video hướng dẫn chỉnh chạy côn, chạy xe côn tay đó, mình phải hy sinh nó ha, lên dốc cầu, rồi lên dốc mà hầm gửi xe, các bạn nhớ không, phải rà khôn mới lên được cái gì đó,
thì những chiếc xe mà chạy qua những tình huống đó mình phải làm mẫu cho các bạn, thì tất nhiên rồi nó cũng ảnh hưởng đến bộ nồi. Vậy mà tới giờ 40.000 cây số bộ nồi vẫn còn ngon. Thì nếu các bạn không dướng phải tình huống như mình, không phải kẻ cái nồi ra chỉ để thăm cái lượt nhớt, thì xe các bạn chạy, mình bao các bạn chạy 100.000 cây số, trừ khi các bạn rà côn ha, chạy không đúng kỹ thuật, thay nhớt không đúng cách. Rồi còn vấn đề nhớt mình sẽ nói sao nha. Có một bạn mới nhắn tin hỏi mình sẽ dành thời lượng video cho video sau đi, tại vì giờ nó dài quá rồi. Rồi bạn nào đã chỉnh côn ok, tới giờ hai chiếc xe này luôn nè, cho mình xin ý kiến luôn ha. Chào các bạn.